mà cứu hả? Hay mình mua banh mì đổ nhà mình. Mốt tiền nào có nhà đi, mình cũng làm gì. Giờ mình chỉ có cái phòng đó là riêng của mình. Ở vô phòng đó, ở đây. Thôi. Chơi kỳ vậy trời. Trời trời. Mẹ đang tính thấy cái nào chọi trúng đầu chú đó không cái trúng thiệt. Chơi kỳ thiệt không á. Thì bởi vậy. Bởi vậy mới đeo khẩu trang vô chơi. Sợ thấy mặt con bé lớn gì vậy. Anh con bé lớn gì mà chơi ngu vậy ai biết.